Chắc là cậu lo cho Gia Kiệt lắm đúng không? Tại sao con Thắm lại suy nghĩ nông cạn như vậy? Nếu nó túng thiếu bạc thì chỉ cần nói cậu một tiếng. Cậu à, con có chuyện này muốn thưa với cậu. Chuyện gì? Nói đi. Cậu à, cậu có thể không tin con, nhưng chuyện này là sự thật. Cậu phải hứa với con là cậu đừng có nói với mợ nghe cậu. Nhưng mà là chuyện gì cứ nói đi. Làm gì mà ấp ấp mở mở, ai mà biết là chuyện gì. Dạ con muốn. Chuyện gì? Dạ, nói đi con... thè lên con... Nè mợ, có chuyện gì? Có cần phải rào trước đón sau như vậy không? Dạ con con muốn mượn bạc cậu, nên sợ mợ la.